Tuấn Nghĩa đứng lên từ vết sẹo dài nghiệt ngã trên má, con đường vào nghề gian nan vì bị hủy dung. Biến cố đến khi Tuấn Nghĩa bỗng phải nhận một vết sẹo dài trên má vào cái ngày định mệnh ấy. Cả cuộc đời phấn đấu vì ước mơ ca sĩ và được đứng trên sân khấu. Thế nhưng từ ngày bị hủy dung, cuộc sống và sự nghiệp của anh trở nên gian nan. Nam ca sĩ phải nuôi tóc dài để che đi vết sẹo của mình. Tuấn Nghĩa là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi sở hữu khá nhiều giải thưởng từ các cuộc thi âm nhạc. Giải nhất chương trình Người hát tình ca 2019, giải nhất sàn chiến giọng hát 2019, giải ba Hãy nghe tôi hát 2019. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh, vừa quay lại, Tuấn Nghĩa đã đăng quang quán quân Người kể chuyện tình 2022. Khi được mời tham gia Người kể chuyện tình, tôi gật đầu ngay, bởi vì sau 2 năm dịch bệnh, cái tên mình đang đi xuống rồi, phải để khán giả biết mình vẫn đang hát, không bỏ nghề. Cho nên dù đã đạt nhiều giải thưởng, thì tôi vẫn chơi game show mà không đặt nặng giải thưởng hay bất cứ điều gì, Tuấn Nghĩa nói. Tuy nhiên không phải ai cũng biết, đằng sau những thành tựu mà Tuấn Nghĩa liên tiếp gặt hái được trong 3 năm trở lại đây, thì anh chàng từng có một chặng đường gian nan khi đến với âm nhạc. Nam ca sĩ gốc Hà Nội kể, Tuấn Nghĩa là nghệ danh, cũng là tên thật của tôi. Từ lúc còn học mẫu giáo đến suốt những năm học tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, tôi luôn có mặt trong đội văn nghệ ở trường. Vậy nhưng gia đình định hướng cho tôi theo ngành ngoại giao, cho nên từ lớp 1 đến lớp 12, tôi được học hệ song ngữ chuyên Pháp. Thi đại học tôi cũng được gia đình chỉ định thi khoa cử nhân tiếng Pháp trường ngoại giao. Học xong năm nhất rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thích hát hơn. Thế là tôi bỏ trường ngoại giao và thi vào trường sư phạm nghệ thuật trung ương. Trong lúc tôi đang ôn thi, bố mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định. Bố mẹ muốn trong nhà có một người làm ngành công an hoặc theo chính trị để rạng danh cho gia đình và để nhà có cột sống phía sau, không sợ ai bắt nạt. Thế nên trong lúc tôi ôn thi trường sư phạm nghệ thuật trung ương thì bố mẹ đầu tư cho tôi đi mổ mắt để thi vào học viện an ninh. Hồi đó tôi cận 2 độ, tôi đã làm xong hồ sơ đi khám sức khỏe. Còn một tuần tới ngày thi thì tôi phát hiện 2 trường thi cùng ngày. Tôi lén lén bỏ trường an ninh để đi thi sư phạm nghệ thuật trung ương và đỗ. Bố mẹ tôi giận lắm, cương quyết phản đối không cho tôi theo nghề hát. Thầy tôi đến nhà chơi nói chuyện với mẹ, nhờ cuộc nói chuyện đó mà sau đó bố mẹ mới đồng ý cho tôi học sư phạm nghệ thuật trung ương. Đang học năm nhất ở sư phạm nghệ thuật trung ương, tôi lại nghĩ đến việc thi nhạc viện vì câu nói của thầy, em hát thế này mà sao không thi nhạc viện. Vậy là học sư phạm được 1 năm, thì năm sau tôi thi vào nhạc viện hệ trung cấp, tôi đỗ thủ khoa đầu vào và học lớp thầy Trọng Tấn. Học được 3 năm thì thầy Trọng Tấn nghỉ dạy nên tôi ôn thi vượt cấp lên đại học. Cô Thu Lan trưởng khoa khen tiếng Pháp của tôi tốt nên muốn tôi qua Pháp du học. Vì vậy tôi được chỉ định vào lớp của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Tuy nhiên vì một số lý do, tôi không qua Pháp du học được. Đang là sinh viên, tôi đã được dạy ở trường của ca sĩ Mỹ Linh. Sau khi tôi tốt nghiệp, chị Mỹ Linh đưa tôi lên làm tổ trưởng tổ thanh nhạc, quản lý toàn bộ nội dung thanh nhạc trong trường. Tôi dạy đến tháng 3 năm 2017 thì nghỉ, và 2 năm sau, tức năm 2019 thì Nam Tiến. Tuấn Nghĩa kể lại quá trình vào nghề gian nan của mình. Năm 2017 là một năm có nhiều biến cố với Tuấn Nghĩa, mà khởi đầu là một vết sẹo dài trên má trái. Vết sẹo này tuy là chuyện không may, nhưng cũng lại là cái duyên đưa Tuấn Nghĩa rẽ sang một con đường khác, con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và Nam Tiến lập nghiệp. Tuấn Nghĩa tâm sự, vết sẹo trên má của tôi là do một cậu thanh niên chém trong lúc phê thuốc. Hôm đó tôi vừa đi về, đang định mở cửa thì cậu ta lao sang chém. Cậu ta chém vào đầu, nhưng lúc đó tôi đội mũ bảo hiểm 3/4 nên lưỡi dao quẹt xuống má. Vết chém quá sâu, bác sĩ phải khâu 3 lớp, 136 mũi để tôi không bị sẹo lồi. Cuộc đời mình ước mơ được là ca sĩ, đứng trên sân khấu, chỉ có khuôn mặt và giọng hát thôi. Hai thứ quan trọng nhất thì bị hủy mất một, nên lúc đó tôi nghĩ tới việc nuôi tóc dài để che đi vết sẹo. Năm đó khi tôi nghỉ dạy ở trường của ca sĩ Mỹ Linh thì được chị Linh giới thiệu vào thành phố Hồ Chí Minh chơi game show Gương mặt thân quen nhí. Nhờ vậy tôi quen anh Đặng Hồng Thái là giám đốc chương trình này. Tuấn Nghĩa sau đó quyết định chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để làm theo đuổi nghề nghiệp. Tại đây anh thuê nhà, chuyển cả xe máy vào, thuê quần áo, phụ kiện, phối nhạc, tức là đã tự mình làm mọi thứ để chuẩn bị cho quay 6 tập đầu tiên. Thì biến cố lại đến khi ban giám đốc công ty có mâu thuẫn nội bộ nên Tuấn Nghĩa lại khăn gói đi về Hà Nội. Năm 2018, Tuấn Nghĩa tham gia vào chương trình Tuyệt đỉnh song ca. Anh được nhận vào team ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên đáng tiếc, Tuấn Nghĩa không được vào top sâu. Lý do được đưa ra là vì trong đội không có ai phù hợp với giọng của Tuấn Nghĩa để có thể song ca với anh. Anh kể, vào đúng ngày sinh nhật tôi năm đó, anh Đàm Vĩnh Hưng tổ chức show ở Hà Nội và mời tôi với vai trò ca sĩ khách mời. Tối đó trên sân khấu, anh Hưng tặng tôi bánh sinh nhật và nói với bố mẹ tôi, gia đình cho Nghĩa vào Sài Gòn đi, em sẽ lo hết cho Nghĩa. Sau ngày hôm đó, Tuấn Nghĩa chính thức Nam Tiến. Đầu năm 2019, Tuấn Nghĩa tiếp tục được gọi tham gia vào cuộc thi ban nhạc quyền năng và may mắn lọt vào top 5. Trong sự nghiệp, Tuấn Nghĩa cho biết anh mang ơn Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều. Anh Đàm Vĩnh Hưng giúp tôi rất nhiều, đưa tôi đi show. Còn anh Đặng Hồng Thái, sau khi tôi làm thí sinh trong chương trình do anh sản xuất, đạt giải, thì anh mời tôi làm khách mời trong các chương trình khác. Cuộc sống của tôi cứ thế đi lên.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình ở 3 tháng rồi 6 tháng và giờ lại 3 năm. Sau cuộc thi ban nhạc quyền năng, tôi được giải nhất người hát tình ca, giải nhất sàn chiến giọng hát, giải ba hãy nghe tôi hát. Nếu năm 2017 là năm đen đuổi với tôi, thì 2019 lại là năm khá thành công của tôi. 3 năm ở Sài Gòn với 2 năm gián đoạn vì Covid, nhưng tôi đã mua được nhà, dù vẫn đang trả góp, đó là điều tôi rất tự hào, Tuấn Nghĩa kể. Sau 3 năm theo đuổi con đường ca hát tại thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn Nghĩa đem về cho mình một số danh hiệu nhất định, tên tuổi cũng được quảng bá đến một lượng khán giả. Sau 2 năm dịch bệnh, tất cả hoạt động âm nhạc bị đình trệ, anh cảm thấy tên tuổi của mình đang dần bị mai một. Tuy nhiên, nhờ sở hữu giọng hát khủng lại được đào tạo bài bản, Tuấn Nghĩa hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả.